Hello, xin chào tất cả các quý khán giả đã quay trở lại với Tô Ly Phong. Hôm nay mình với bạn Marcelino là đi lấy đồ cho Jean. Cỏ về mùa này thì mùa mưa nên là cỏ rất là lon, rất là nhiều. Mình đây, mình lấy cỏ. Còn đi qua đây thì bạn Martinu vẫn đang nhổ cỏ. Bạn Martinu bạn cũng rất là chịu khó. Ê, Martinu trabalha bom. Còn chỗ phần này là mình đang trồng rau muống, gieo rau muống hạt. Rau muống hạt của mình thì cũng đã lên rồi. Ê, bông. Còn phần bên này là mình đang gieo rau cải. Rồi phần này là rau cải giống. Gọi là cải gì nhỉ? Mình cũng quên mất tên rồi. Bác ở Hà Giang bác ấy gửi sang. Cải này thì ăn nó hơi ngâm ngâm đắng thôi. Rất cái cải này rất là dễ dễ trồng. Còn đây phần suối. Sau này mấy hôm nữa là mình sẽ có chương trình mình sẽ cấy lúa ở dưới suối. Là lý do tại sao? Là ở đây là đã hết mùa khô, không thể nào mà cấy ở trên cạn được. Nên là buộc phải dựa vào cái suối này. Mình sẽ cấy dọc hết cái suối này. Cái suối này mình sẽ dọn sạch cỏ và để cấy lúa. Hiện tại thì mấy ngày hôm nay là nước vẫn to nhé. Nên là khoảng hơn chục hôm nữa là nó hết mưa thì nước nhỏ thì mình sẽ gieo mạ vào cây lúa ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Vẫn hãi. Vẫn chưa, bạn ấy cũng hiền lành và chịu khó, rất là chịu khó, thanh niên. Hôm nay là bạn lại tiếp tục công việc của ngày hôm qua, tại vì ở đây nó rất là nhiều cỏ mà vườn thì cũng rất là rộng. Capinu hoặc đa lanh sim mà em đi cấy má mồ heo no 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 để xa ca sim bà. Đây là mình mới làm tạm cho bạn ấy, cho dê mình làm tạm một cái chỗ để cho dê nó ăn nhé, để cho khi nó rơi nó không bị rơi lá xuống c dentro, cho dê nó không bị rơi cỏ ra và nó lấy từng cái cỏ một nó ăn thì nó sẽ không bị bẩn cỏ. Khi nó ăn là nó sẽ rất cái cỏ như thế này. Nó có ăn bao nhiêu thì rất bấy nhiêu. Mình mấy bạn đang ra chỗ vườn củ cải. Xin. Còn đây là rau của mình. Chết rồi, chắc không lên được. Không có phân bón, không lên nổi. Trời cứ mưa liên tục mà. Vậy là đây là vườn cải, củ cải của mình. Củ cải. S sim. Cong tá bom. Đây là củ cải của mình nhé các bạn nhé, xem là nó to mức độ như thế nào. Muito bom, muito grande. É lavar. Sim. Lavar aqui. Só se bela. E a couve, Tony fala, couve levando também. Couve depois que dessa cabrito comer, lavar bom de couve. Cái lá mình sẽ cho dê ăn, không biết là dê nó có biết ăn không.
Còn củ mình sẽ xào ngày hôm nay cho các bạn ăn thử để biết mùi vị của củ cải. Sinh ăn sinh sổ. Bị con gì nó ăn rồi. Nó bị làm sao? Nó cũng bé thôi. Muito grande. Bom. Mình sẽ nhổ tạm hai củ về cho mọi người ăn thử. Bị này là bị con chuột nó ăn rồi. Con chuột. Esse foi nhà leva cabrito come. Cabrito e quero bue. Chega mais, para trazer mais batata. Assim só. Mình sẽ nhổ hai cây về để ăn thôi. Còn rất là nhiều củ to, mai mình sẽ bán giúp cho các bạn ấy. Còn đâu các bạn thử để biết được cái mùi vị của củ cải ngon hay không ngon. E no no puoi tirare si ai patata mo heo. Còn ở đây củ cải cũng vẫn còn rất nhiều. Chỗ này bán cho các bạn ấy. Củ cải. Củ cải. Bom grande củ cải. Củ cải. Grande củ cải. Củ cải grande sai aqui nessa terra. Terra. Levar comer. Vamos morar aqui dormir. Fazer cozinhar a casa quem? Aqui. Aqui, é? Foi nhà de sa cabrito como é que provar? Aham, como é que é? O bode tá vindo mais aqui. Oh. Mà quạc đa lanh sim à? Kiểm mê già, quạc đa mê già lúc để xa xong. Você vê tirar visão. Dê ăn ngon. Đắng, chắc là đắng ấy thôi. Ăn cứ nhằn 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 nhằn. Ừ, khổ lắm, toàn vặt những lá lõn ăn thôi. Để xa lanh si mày. Em đi come. Để xa mê ra. Cái bờ kia của nhà mình mà cao thế kia mà dê, con dê đực kia nó vẫn bật qua. Nhưng hôm nay nó bật qua một lần. Nó bật để nó ra ngoài. Nó nhảy qua nó ra ngoài. Để xa lanh si mà em đi tênh xa bì vai lanh si mà come. Levanta, levanta. Você vê? Você vê? Assim come, como? Não sei. Ele que sabe. Como o Liu? Então ele faz assim, come, como? Dá mais, vê. Levanta, quanto é quilograma? Quilograma? Quanto quilograma? Dá pra comer? Agora, pra comer como? Agora come, cozinha. Eu. Cozinha? Sim, eu fazer cozinha, mas ver como é. É bom. Depois cozinha dá pra nos provar, já? Ok, agora? Já! Batata. É bútico. Cozinha estente, depois de secar é bom com a carne. Não é cozinha. Não, cozinha, cortija, depois estende. Sim! Dois tipos de cozinha, uma tipo de secar. Uma crua. Cozinha. Com óleo. Sim. Óleo é saiu bom de comer. Chuva tá vindo. Não vai ver chuva. Não tem chuva hoje. Hai củ này là chắc là mọi người đây sẽ lếm thử là cũng chắc là đủ. Như hôm qua mình đã có một video về rau cải. Rau cải mọi người ăn rất là ngon. Tá cheira bem. Aquela comida de ontem eu gostei. Tava bom? Tá. A Marco é aquele, não sei como, confunde. Kudua, é Kudua. Ele fala Kudua. Mọi người đang bàn bạc là cách nấu ăn như thế nào đấy.
Mọi người thì ở đây không như xóm nhà Antonio, ở chỗ bên nhà hai bác sĩ, ở bên đấy thì người ta cũng đã được thưởng thức rồi, bên này thì vẫn chưa thưởng thức. Hôm nay là buổi đầu tiên được ăn củ cải. Hey Fred, tá nos escapar. Estamos aí na Intel. Esse é tomate cambuceira, amigo. É, tá bom. Tá bom, come junto esse, come é bom. Ah, pra mim é de pouco, ah? De que? De tomate? Ok. Depois cozinha esse, come esse. Pra mim. Metade, metade. Uma parte. Ok. Ele já está em Catamba. Você ia em Catamba? Em Catamba, sim. Comprar ela aqui. À, bác hàng xóm bác sẽ cho một mình một ít cà chua. Đây là chỗ cà chua tí xào mấy. À, canh é vai buscar de que de cebola. À, sete peso. Sete. Tudo que de. Não. Mình bỏ các bạn ra lấy hành. Sắp sửa ở đây là có đầy đủ các thứ, mình sẽ cố gắng, mọi người sẽ có rau tươi rồi là mọi thứ là không phải đi mua nữa, cái gì cũng phải đi mua. Ok, aqui, củ cải. Sim. Mas já foi igual, de nabo. Eu tava contando que são nabo. Eu também vi, parece que era nabo. Bạn Ma Sushi đang nấu nướng thì bạn ấy trời mưa nên là phải che bạt. Che bạt cái kia để nấu nướng các bạn nhá. Không biết là mọi người có nhìn rõ không. Mình đang đứng ở rất xa. Mình đang nấu món củ cải. Củ cải xào. Bạn Ma Tinh Nhù đang lấu lướng ở trong, mình phải chạy đây tại vì cái nhà kia của bạn nó rột. Bạn đang thả cà chua mới hành. Món củ cải của mình đã xong. Bây giờ là mọi người đang chia thức ăn. Tá bom. Tá bom. Lấy tí e kể. À đây. Não, não tá. Só lá bem. Hi. Hi. Tá bom. Bà sư gì? Có mẹ tá bom. Cháu ngon không? Củ cải ngon không? Củ cải ngon ngon. Củ cải rất ngon, ok. Felanda, como é devagar sua? Hoje de novo, igual ontem, né? Essa califança é diferente. Hôm nay là mọi người đã thưởng thức món củ cải. Hôm nay do thời tiết mưa nên mọi người phải ngồi ở trong các bạn nhé. Mai, hoje como é, tá bom? Mai, fala. É củ cải, tá bom? Bác ấy cũng vẫn nói là ăn rất ngon, thế là củ cải của mình ăn rất ngon. Mình cũng chưa được ăn thử. Mình đã cho người dân ăn thử đầu tiên. Xong là mấy hôm nữa mình sẽ giúp đỡ bán củ cải cho các bạn ấy. Tại vì là củ cải mình trồng cũng không được nhiều, chắc chắn là mình sẽ để giống 1 đến 2 cây để ra hoa, xong sau này họ sẽ trồng tiếp. À, tất cả xóm đều, mọi người đều được thử nhé các bạn nhé. Ở đây cũng rất là đông người. Đây là mình hôm nay mình lấu tận 3 củ cơ. 3 củ chắc phải được 3 cân ấy. Củ này to lắm. Bên kia phá là e come bông e no bông. Nó phá là la đà. Tony Fan, tá bom.
mãi mê ăn pa ta ke ru depois você cozinha sozinho ah já vou cozinhar sozinho depois mas eu vou meter na massa. Mọi người bên này là họ ăn quen bằng tay ấy các bạn nhé. Nên là khi họ ăn bằng tay ấy thì là ăn rất là ngon. Rất là ngon miệng. Mati nhu. Ta bông. Ăn ngon không? Ăn rất là ngon. Ăn rất ngon. À, dâm dâm ngon. Để vào ga sô. Cái nghe. Để vào ga sô. Hôm nay mình không có thịt các bạn nhé. Levanta, caiu. Hôm nay không có thịt, mình cũng có một ít mỡ thôi. Xào mấy hành, mấy cà chua. Hôm nay video của mình đến đây là kết thúc. Chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye, bye, bye tất cả các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye tất cả các bạn. Many. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye các bạn. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Hôm nay là mình cho người dân đây lại được thưởng thức món củ cải. Để cho mọi người biết được mùi vị của nó, hương vị của cải nó sẽ ngon như thế nào.